trailer mọi người có thông điệp là hiện tại thì cái cách người này suy nghĩ về bạn như thế nào. Mình thấy rằng cái phía của họ, họ suy nghĩ là họ vẫn, nếu như còn duyên và có cơ hội thì có thể các bạn sẽ lại tiếp tục mối quan hệ này. Nếu như các bạn đang trong giai đoạn ngắt kết nối hoặc là đang có những cái vấn đề cá nhân còn phải giải quyết, điển hình là về phía của họ. Phía của họ đang rối tung rối mù về những cái cảm xúc, về những cái mớ hỗn độn trong tinh thần của họ, phải đến thời điểm mà còn phải giải quyết nó rồi. Đó, tuy nhiên thì có thể là người này do cái cách của họ đền trời nước tới chân mới nhảy, cho nên là vũ trụ mới đánh sập đi những cái gì mà họ hiện tại đang có, chẳng hạn những cái mối quan hệ nó đã không còn phù hợp rồi, hoặc là ít ra là họ phải cần có một cái khoảng không gian riêng, một cái thời gian riêng để mà người này mới bắt đầu quyết định lại cuộc đời của mình và sống, tập trung vào hành trình của mình và tự chữa lành trái tim mình. Mình thấy là người này từng bị tổn thương tình cảm. Tổn thương này không hẳn là về tình yêu đâu, nhưng mà có thể trong quá khứ của người này, mình thấy xác suất cao là họ từng tổn thương bởi một cái người cha của họ. Thì người cha này thì vô tình dạy theo cái lề thói là hơi gia trưởng, áp đặt họ thôi. Cho nên người này bị tổn thương là chuyện rất là bình thường. Với lại là cách mà họ được nuôi dạy trong cái môi trường là họ sẽ cảm thấy là bản thân mình phải luôn luôn phải cố gắng liên tục. Tại vì mình là một cái đứa trẻ, mình là một cái đứa là kỳ vọng của cha mẹ, là tia hy vọng, là niềm hy vọng rất là lớn. Cho nên vô tình những cái đó nó áp đặt, nó áp lên họ và cảm thấy họ rất là mệt mỏi và rất là căng thẳng. Và cái nỗi niềm này mang trở thành một cái thói quen rồi, thì họ đem đến cho tới lớn luôn. Và trong thời điểm họ gặp bạn thì nó cũng giống như là cái cách mà nó ứng xử với nhau đó ha. Và tiếp theo thì mình thấy rằng nếu như mà để những mối quan hệ này họ có tình cảm với bạn không, thì mình vẫn thấy là nếu như xa nhau thì vẫn còn nhớ bạn. Tuy nhiên rằng họ vẫn còn phải có một khoảng không gian riêng cá nhân để giải quyết những cái mớ mà cảm thấy nó phức tạp và lằng nhằng cuộc sống của họ ha. Rồi còn phía của bạn sao? Phía của bạn thì thật sự mà nói mày cũng không có quá mong chờ họ á. Anh nghĩ là bạn vẫn thật chất mà nói thì tận đáy lòng bạn vẫn còn hy vọng muốn quay về, hoặc là ít ra là muốn thêm một lần cho cơ hội, hoặc là sống tự nhiên, sống thoải mái nhiều hơn với bản thân mình hơn, không còn kỳ vọng nhiều nữa nha, bớt đi sự kỳ vọng với nhau. Và mình thấy là duyên số các bạn thì sẽ còn tiếp tục với nhau được ha.